Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review một chai nước hoa mới ra của nhà Tom Ford. Đó là chai Metallic năm 2019. Thì giá tiền của nó là 50ml á, 150. Còn 100ml á là $195. Thì cái hình dáng của cái chai này á, nó cũng giống như cái chai Ombre Leather mà dành cho nam. Còn cái này thì nó dành cho nữ các bạn. Nhóm nước hoa của nó gọi là Floral Aldehyde. Thì đó là một cái nhóm hương nước hoa nó gọi là soft floral, có nghĩa là hương hoa nhẹ các bạn. Đó, thì hương đầu của nó gồm có mùi aldehyde nè, rồi cam bergamot với hồng tiêu. Hương giữa gồm có hoa sơn trà, hoa linh lan, hoa vòi voi. Hương cuối gồm có hạt cây vông vang á, cái mùi nó giống như xạ hương nhưng mà nó không phải xạ hương. Nhựa balsam của Peru, vani với lại gỗ đàn hương. Thì để mình miêu tả cho các bạn chai nước hoa này nó có mùi hương ra sao. Mở đầu chai nước hoa này á, nó rất là tươi mát. Thì nó có mùi cam bergamot á, đó là các bạn dễ biết lắm. Nhưng mà cái lõi của cái chai này, cái bản chất của cái chai nước hoa này á, là nó có cái tông ngọt xuyên suốt từ đầu đến cuối. Mùi hương nổi trội nhất trong chai nước hoa này á, đó là thành phần aldehyde. Mùi hương aldehyde á, thì nó rất là đa dạng. Nó tùy vào cái liều lượng mà mấy perfumer á, khi mà họ điều chế những chai nước hoa này á, khi mà họ cho vào á, thì tùy cái liều lượng của nó mà mỗi chai nước hoa nó có mùi hương aldehyde nó dễ ngửi hay là khó ngửi. Mình không có giỏi về hóa học nhưng mà theo như mình tìm tòi về cái mùi hương aldehyde là nó là như vậy. Trong cái chai này á, thì cái mùi hương aldehyde của nó nghiêng về cái phía dễ ngửi. Nó sạch sẽ, nó giống như là cái quần áo. Thường là nhiều người họ dùng cái mùi aldehyde này trong mấy cái bột giặt á, mấy cái nước xả vải á. Cho nên là khi mà mình ngửi cái này nó rất là sạch, nó làm mình liên tưởng tới một giống như một cái bộ quần áo mới vừa giặt xong các bạn, rất là sạch. Đó thì cái nét sạch của aldehyde nó kết hợp với cái vị ngọt của cái hoa sơn trà với lại mùi vani. Đi kèm với lại mùi hoa linh lan, nó rất là tươi tắn, nó trẻ trung và nó nữ tính. Bên cạnh đó thì các bạn có thể cảm nhận được nó có vị kem béo béo của gỗ đàn hương và một cái mùi phấn rất là nhẹ của hoa vòi voi. Đó. Tóm tắt lại chai nước hoa này, nó gồm có những nét như sau á, đó là ngọt nè, nó hơi béo nhẹ, nó có một chút phấn rồi và cái mùi aldehyde rất là sạch sẽ, rất là dễ chịu. Đó. Tom Ford nó thiết Tom Ford ổng thiết kế cái vỏ chai á, bề ngoài á, là nó giống như là cái kim loại chrome á, để nó miêu tả cái mùi hương á, rất là tươi mát, rất là sắc bén và rất là lạnh lùng, nhưng mà cũng không có kém phần quyến rũ. đó là những gì mình cảm nhận về cái chai này. Còn nói về độ lưu hương của nó các bạn, nó lưu hương rất là lâu các bạn. Mình xịt từ sáng cho tới chiều tối mình đi làm về, nó vẫn còn bám trên da mình đó các bạn. Còn lưu hương trên quần áo thì coi như là cả ngày luôn. Nhưng mà cái độ tỏa hương của nó thì nó tỏa hương không có xa, nó khoảng mình nghĩ là một nửa cánh tay tới gần da thôi chứ không có xa cho lắm. Đó. Nhưng mà nó cứ thoang thoảng cả ngày ngày thôi các bạn. Đó, khi mà mình di chuyển qua lại hoặc là mình quơ tay chuyển động á, thì mình ngửi được cái mùi của cái chai này. Đó, thì khi mà các bạn ngửi thoáng qua á, thì nó toàn là aldehyde không à. Nhưng mà khi mà các bạn hít cái vị trí tiếp tục hít á, thì các bạn sẽ giống như là các bạn len lỏi đi, giống như các bạn đi vô rừng đúng không? Các bạn càng đi vô sau các bạn phải tách mấy cái cây ra vậy đó, hiểu không? Cứ mỗi lần giống như các bạn càng bước đi vô sau thì các bạn càng phát hiện được cái này, phát hiện được cái kia vậy đó. Thì nhìn bề ngoài thì các bạn chỉ thấy nó là rừng cây thôi. Thì cũng tương tự như cái chai này á, giống như ngửi thoáng qua á, thì nó mùi aldehyde, nhưng mà càng hít á thì các bạn càng cảm nhận được nó có gỗ nè, nó có hoa, rồi nó có ngọt đó. Dùng vào dịp gì á, thì cái chai này mình nghĩ các bạn rất là thích hợp dùng để đi làm. Những bạn nào làm việc trong văn phòng á, thì khi mà các bạn xài chai này rất là thích hợp, tại vì nó không có tỏa hương xa. Đó, nó lưu hương cả ngày nhưng mà nó không có gây khó chịu. Như mình đã nói là cái mùi aldehyde nó rất là dễ ngửi, cho nên ai ngửi thì cứ tưởng là các bạn dùng nước xả vải hay là mới giặt đồ gì, nó thơm á, dễ ngửi lắm. Đó, cho nên dùng đi làm được nè, đi hẹn hò cũng được. Và cái mùi này á,
Tại sao mình nói nó đi hẹn hò là càng ngửi càng ghiền á các bạn. Nó có một cái nét gì đó rất là lạ đó mà mình chưa ngửi đâu qua. Có một chai nước hoa mà mình thấy nó có giống như cái nét của metallic của Tom Ford này á. Đó là cái chai mà hôm bữa mình mới vừa review của nhà Bon Number 9 á, Greenwich Village. Thì cái mùi đó nó ngọt ngọt, nhiều người họ nói á, họ so sánh nó giống như Baccarat. Nhưng mà cái chai của Tom Ford này nó không có giống của Maison Francis Cajun Baccarat Rouge năm 40. Đó, nó nói chung là cả ba chai nó đều có ngọt, nhưng mà mỗi chai nó ngọt kiểu khác chứ không phải là cả ba chai đều giống nhau. Đó, cái này nó ngọt nhưng mà nó có gỗ, nó có hoa ở trong đó, còn cái Baccarat thì nó ngọt kiểu giống như kẹo kẹo đường cháy vậy đó. Nhiều người thì họ nói giống như cái mùi găng tay ở trong bệnh viện nha sĩ hay gì đó, mình không biết, mình không cảm nhận được như vậy, nhưng mà mình thấy nó ngọt giống như là đường mà các bạn đốt, các bạn thắng đường nó cháy vậy đó, nó khét vậy. Tuổi tuổi khuyên dùng á, thì chai này các bạn tầm 21, bạn nữ á, tầm 21 tuổi xài được rồi. Tính cách đó là nó tươi mát, sạch sẽ, nữ tính, trẻ trung vậy đó. Chấm điểm của nó thì giá tiền nó mình chấm nó 5 trên 5 điểm, còn độ hấp dẫn của nó thì mình cho nó 4 điểm thôi. Tại vì mình thấy cái mùi này mình thích nhưng mà mình không có mê đó, không có giống như không có ngửi liên tục các bạn em, giống như ngửi thì thấy nó sạch sẽ vậy thôi, nhưng mà không có phải là hết giường cái phê quá, nó không có gì, nó không có cái đặc điểm đó, cho nên mình không có chấm nó 5 trên 5 được. Độ lưu hương của nó thì mình chấm nó 5 trên 5, độ tỏa hương của nó thì 3 trên 5, độ linh hoạt của nó thì 5 trên 5, thì tổng số điểm của chai này là 4,4 trên 5 điểm. Thì kết luận á, cá nhân của mình á, thì mình thấy chai này là một chai cũng khá là hay. Mình nghĩ nó vừa túi tiền, giống như là nó không có rẻ lắm mà nó cũng không có quá mắc. Đó thì các bạn thấy Chanel thì cũng 135 rồi, đúng không? Nhưng mà Tom Ford thì nước hoa thì Chanel là không lại Tom Ford. Thực sự mà như vậy là mấy cái chai Chanel Coco, Chanel Chance, Gabrielle, Number 5 rồi á, thì nổi tiếng thiệt nhưng mà chỉ dành cho những người mà họ thường xuyên xài những chai nước hoa designer. Còn nếu mà các bạn xài nước hoa niche, nước hoa cao cấp á, nước hoa mà giống như là nghệ thuật á, thì mình thấy Chanel nó không có bằng Tom Ford, thật sự như vậy. Như như Chanel Blue nè, Bleu de Chanel nè, Allure Homme Sport, đó, mình thấy mấy chai đó cũng không có chai nào mà qua được Tuscan Leather của mình hết á. Đó, tại vì khi mà xài Tuscan Leather lên, các bạn cảm thấy nó là một quý ông thực sự, giống như là nó tăng lên một đẳng cấp các bạn. Các bạn xài Bleu de Chanel thì nó sạch sẽ, nó lịch sự vậy thôi, nhưng mà nó không có ra dáng phong độ. Các bạn đàn ông là phải nam tính phong độ và đẳng cấp, phải giống như là phải có cá tính riêng chứ không phải là giống như bao nhiêu người khác, thì nó không có gì đặc sắc hết á đó. Cho nên á, thì nói về cái giá tiền của nó thì 195 đô cho 100 ml thì mình cũng thấy không quá cao cho lắm, nhưng đối với một số bạn thì có thể nó sẽ cao, nhưng mà cá nhân mình nghĩ là cái tầm đó thì cũng ok, nó không có gì đến nỗi khó xài. Nhưng còn tại vì bây giờ nước hoa nó lên giá các bạn, cái nhà Tom Ford rồi Tom Ford với gì ta, Le Labo rồi của hãng Estée Lauder thì lên giá đồng loạt luôn, cho nên mấy những cái chai này đi thì cũng lên giá rồi, Tuscan Leather cũng lên giá, Fabulous cũng lên giá. Thì đương nhiên cái chai Metallic cũng mình nghĩ hình như là Ombre Leather hồi trước như 185 thì phải, mình không nhớ rõ tại mình không có mua chai đó cho nên mình không biết, nhưng mà cái chai này hiện tại là 195 đó. Thì hôm qua tự nhiên hôm qua mình đi mình vô gặp cô Christina, thì mình đi ngang qua quầy Tom Ford, mình thấy ủa cái chai này nhìn lạ ta, chai này mới ra phải không, cái mình hỏi cái cô bán quầy Tom Ford thì cô nói đúng rồi, cái chai này mới ra rồi. Xong cái hả, nhưng mà mình không xin sample của cô đó tại vì mình không có mua hàng của cổ đâu, xin cô ta kỳ. Thì mình mới lại mình nói cô Christina thì cổ chiết cho mình ống này, thường thường các bạn thấy mấy cái ống này là của Kilian này các bạn, cổ chiết giống như cái ống này nó ống không, rồi xong cái hả cổ xịt vô, xong cái cổ đẩy cái nắp lên đó. Thì ống này như nó khoảng 1,5 ml nhưng mà mình xin cổ chút xíu à, mình xin cổ cỡ phân nửa thì mình nghĩ cái này là khoảng 0,75 ml thì phải đó, thì đủ xài thôi. Tại vì cổ nói á, là thường thường mấy chai nước hoa ra thì ai cũng muốn có sample ở đó, cho nên không phải một mình là khách các bạn, không cũng có rất là nhiều người khách,
cho nên á, thì họ tới thì người này xin người kia xin, cho nên hôm qua cổ xịt cổ ráng dặn cổ dắt giống như dắt sữa bò vậy. Dắt được chút xíu như đây, mình nói thôi thôi như đây đủ rồi, chủ yếu để tôi review thôi chứ không, cổ không cần nhiều đó. Đó, chứ không phải là cổ không không muốn cho mình thấy không, tại vì người ta xịt hết rồi. Giống như bữa Tuscan Leather Intense á, mình thấy cái chai đó cái mình xin á, thì lúc đó còn có 1/3 chai các bạn, mới cổ nói là mới vừa thảy ngay ngày hôm qua mà bữa nay còn có 1/3 chai à. Đó. Nói chung á là nước hoa mà có cái dòng gì mới á, là cô Christina có hay cho mình lắm. Giống như hôm qua các bạn thấy cái chai Clay Christian á, kỷ niệm 20 năm á, đó, thì còn bữa cô gửi cho mình hai cái sample của nam với nữ, thì mình mới vừa review cái của nam thôi, còn cái của nữ nữa thì để mình test xong rồi mình sẽ review đó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp các bạn ở video của ngày hôm sau. Chào tạm biệt.